Em xin chào các bác ạ. Hôm nay theo yêu cầu của khách hàng thì bên em cũng lên một video test bơm. Đây là một combo bơm nước chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, chuyên dùng cho hồ cá hoặc là các bác bơm nước sinh hoạt, bơm nước tưới tiêu, cái mức độ vừa phải. Lưu nước đầu ra tiêu chuẩn của mẫu bơm này nó khoảng 3-4 mét khối một giờ các bác nhé. Đấy, và em đang sử dụng là ống mềm 27. Ưu điểm của những mẫu bơm nước năng lượng mặt trời bên em là hoàn toàn không tốn điện, không phụ thuộc vào nguồn điện lưới quốc gia. Có nghĩa là khi mất điện thì bơm vẫn hoạt động bình thường, tại vì bơm chạy hoàn toàn bằng điện mặt trời các bác nhé. Và cái thứ ba, cái rất là quan trọng, nhất là cho hồ cá là cái mức độ an toàn. Tại vì bơm sử dụng nguồn điện thấp, điện một chiều. Chính vì vậy là nó cực kỳ an toàn các bác. Các bác biết là những cái bơm nước mà hầu hết anh em sử dụng đều sử dụng điện 220 trực tiếp. Khi các bác thả xuống nước như này mà khi bị dò điện nó rất dễ gây cháy hoặc là gây giật. Đấy, khác với những cái dòng bơm chìm khác thì cái mẫu bơm này được thiết kế chuyên để hút đáy các bác. Chính vì vậy nên là dùng với hồ cá thì rất là hiệu quả. Mẫu bơm bên em nhập về thì động cơ 100% bằng dây đồng các bác nhé. Nó chạy bằng dây đồng nên khá là bền. Đấy, cái thứ hai nữa là bơm sử dụng cái giải điện áp đầu vào rất là rộng các bạn, nó từ 10 cho tới 23V. Đấy, chính vì vậy là các bác có thể sử dụng nhiều nguồn điện khác nhau, ví dụ như điện ắc quy hoặc là điện từ tấm pin mặt trời. Cái lõi động cơ nó rất là quan trọng các bác nhé. Với việc là sử dụng dây đồng thì máy hoạt động khá là mạnh mẽ. Đấy, cho áp lực và lưu lượng nước đầu ra rất là tốt các bạn. Em đang sử dụng ống 27 các bác nhé. Như thông số trên bơm thì lưu nước đầu ra của bơm là 70 lít trên 1 phút các bạn. Nó tương ứng khoảng hơn 40 khối một giờ. Mẫu bơm này thiết kế chuyên dụng để hút đáy các bạn, nên là hút đáy khá là hiệu quả. Tại vì cái lực hút của bơm này khá là mạnh các bạn. Đấy, dây điện của bơm đang kết nối trực tiếp với tấm pin các bác nhé. Cái tấm pin mặt trời này nó tạo ra một dòng điện DC có điện áp là 18V các bạn. Đằng sau của tấm pin thì sẽ có một cái hộp điện và hai dây điện, một dây là cực dương và một dây cực âm. Đấy, kết nối trực tiếp với bơm nước đây các bạn. Đấy, em sẽ quay qua thông số. Pin thương hiệu S-Solar, công suất là 160W. Điện áp hoạt động của nó là 18,69V, dòng là 8,2A. Đấy, kích thước của cái tấm pin này là chiều dài là 1m22, chiều rộng là 67, trọng lượng là 8kg. Đây là lô pin 160W hàng xuất dư của nhà máy các bạn. Pin này giá rất là tốt. Bên em cũng lên khá là nhiều video về cái mẫu pin này rồi các bạn. Pin hàng full black các bạn nhé. Những cái tấm pin đen như thế này thì nó hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt hơn những tấm pin màu trắng các bạn, nên là hiệu suất rất là tốt. Và quan trọng là cái hàng xuất dư, hàng nhà máy thanh lý giá rất là tốt các bạn. Hiện tại giá một tấm 160W này có giá là 1.150.000 các bạn nhé. Một tấm pin 160W. Bơm nước chạy hoàn toàn bằng tấm pin mặt trời các bạn. Đấy, tấm pin mặt trời nó chính là một cái nguồn điện các bác nhé. Nguồn điện được tạo ra khi mà có ánh sáng nó chiếu vào cái bề mặt của những cái cell pin trên tấm pin. Thế thì nắng càng nhiều thì lượng điện của tấm pin tạo ra thì càng nhiều các bác nhé. Nguyên lý hoạt động của cái bơm hút đáy này là nó sẽ hút từ cái bể chứa này lên bể lọc các bạn. Đấy, nó hút từ bể chứa đến bể lọc như này các bác nhé. Chính vì cái tấm pin nó phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, thế nên là khi có ánh nắng ấy, thì bơm nó sẽ hoạt động rất là tốt các bạn. Với cái tấm pin 160W như thế này, nó đã hơn công suất của bơm rồi. Chính vì vậy nên là kể cả những lúc nắng yếu, bơm nó vẫn hoạt động được các bác nhé. Đấy, chỉ là bơm nó sẽ yếu đi một chút thôi. Còn nếu anh em muốn ổn định thì nên kết hợp với một chiếc bình ắc quy. Cái bình ắc quy thì nó khá là hữu ích trong cái hệ thống điện mặt trời. Nó vừa để ổn định điện áp và cũng vừa để lưu trữ các bạn. Tại vì buổi tối thì sẽ không có ánh sáng mặt trời. Khi mà không có ánh sáng mặt trời thì nó sẽ không có điện các bạn. Chính vì vậy nên là ắc quy nó có chức năng lưu trữ điện khi mà ban ngày tấm pin kia nó thừa điện các bạn. Tấm pin thừa điện thì nó sẽ đẩy xuống ắc quy để lưu trữ. Khi có điện trong ắc quy rồi thì ắc quy nó sẽ có hai chức năng, một là ổn định điện áp khi mà có bóng mây che hoặc là lá cây che,
để cấp cho thiết bị. Hai nữa là nó lưu trữ điện để các bác có thể sử dụng buổi tối. Đây là video bên em test thực tế các bạn, không cắt ghép. Vậy nên là khi giao tới anh em thì nó sẽ giống hệt như trong video ạ.